Có đúng con không? Con. Con ăn cháo đi. Cháo ngon ngon ngon. Vicky ngoan nhỉ, Vicky ăn ngon thế, mẹ yêu Vicky quá cơ. Ủa Vicky của mẹ ngoan thế. Uầy, dạ thế nhỉ. Uầm, uầm, nhầm, nhầm. Đúng con này không? Đúng cái kiểu của mẹ không? Con ăn thịt gà đi con. Là để mẹ.